Hands zone. Má cái thằng stupid này nó đưa ai vậy ta? Mới easy pass không đưa đưa với half pass. Mấy thằng này anh sần drive in được. Nếu anh sần drive in. Thằng số 12 screen. Nó drive in được rồi. What the hell? What kind of pass is that? Dạ quá dạ. Nó chơi thua mà pass kiểu vậy. Hands up, straight up. Lại turnover nữa. Lại turnover nữa. Trời không được. À, nó trời. Coach không có answer. Không biết tôi đủ. Đưa cho thằng này làm gì? God damn, he cannot handle the ball. Chơi với mấy thằng vợ mà còn chơi không lại. Đó, đợi cho mấy thằng hay vô. Cut him off! Sao nó thách inside chứ vậy không hiểu. Yeah.
chơi dở quá vậy. Má không biết chơi vậy. They didn't even score yet in this quarter. For the past 5 minutes. Cao vậy mà để cho ăn lòng này để rebound được. Không, nếu mà chơi đàng hoàng vẫn còn đỡ. Không phải là comeback nhưng mà mới này phải chơi đàng hoàng, chơi kiểu phải pass. Em mà rồi sao? Anh Sành để nó open quá để cho sút 3 điểm. Let's go, Marcel!
Bravo.